xin kính chào quý ông bà và anh chị em, bởi quý ông bà và anh chị em nghe lời Chúa ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu đến biển Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng người ta nói con người là ai. Các ông thưa, kẻ thì nói là ông Doan tẩy giả kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Được Giêsu lại hỏi, còn anh em, anh em bảo thầy là ai? Ông Simon phêrô thưa thầy là đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Được Giêsu nói với ông, này anh Simon con ông Jonah, anh thật là người có phúc vì không phải phạm nhân mà khải cho anh điều ấy nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời còn thầy thầy bảo cho anh biết anh là phê rô nghĩa là tảng đá trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời dưới đất anh cầm buộc điều gì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời chúa. Kinh thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội mừng lễ trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại hai khuôn mặt rất đặc biệt qua đó chúng ta cũng thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người nói chung cách riêng là cho hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô được Chúa chọn trong một hoàn cảnh khác nhau và cũng khá đặc biệt để làm tông đồ cho Chúa và có thể nói các ngài trở thành cột trụ của giáo hội là những viên đá sống động để xây dựng giáo hội của Chúa. Trước hết Thánh Phêrô. Đọc tin mừng cho chúng ta thấy Thánh Phêrô còn có một tin khác là Simon. Ngài được nhắc nhiều nhất trong tin mừng và trong bảng danh sách các tông đồ thì Phêrô là người đứng đầu và còn là một tông đồ trưởng nữa. Và khi Chúa Giêsu mời gọi Phêrô làm tông đồ cho Chúa thì Phêrô đang đánh cá ở biển hồ Galilee. Vì là nghề chài lưới cho nên Phêrô là một người sống rất là bình dân, giản dị nhưng khá hoạt bát và nhanh nhẹn. Cho nên Phêrô luôn mở miệng đầu tiên và hành động trước hết. Nói chung thì Phêrô là một con người nổi bật nhất trong 12 tông đồ. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó qua cuộc tuyên tín của Thánh Phêrô tại địa hạt Philippe Cerare khi Phêrô được ơn soi sáng để tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Và khi Thánh Phêrô đã nói lên được căn tính của Chúa Giêsu thì Phêrô được Chúa Giêsu khen là người có phúc và đặt Phêrô làm người đứng đầu chăm sóc cho hội thánh của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng: Này anh Simon con ông Giona, anh thật là người có phúc vì không phải phàm nhân mà khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô nghĩa là tảng đá trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Nhìn lại con người của Phêrô cho chúng ta thấy điều gì đó là Phêrô đã sống trung thành với Chúa. Tin mừng cho biết sự trung thành của Phêrô đã thể hiện khi Chúa Giêsu tỏ cho các tông đồ biết về bí tích thánh thể thì nhiều môn đệ đã bỏ đi, nhưng mà Phêrô đã nói lên cái lòng trung thành của mình đối với Chúa như thế nào. Bỏ thầy thì chúng con sẽ đi theo ai, thầy mới có những lời ban sự sống đời đời rồi trong đêm Chúa Giêsu bị quân giữ bắt thì Phêrô đã mạnh mẽ hứa với Chúa rằng dầu tất cả có vấp ngã vì thầy đi nữa thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã. Nhưng mà chúng ta thấy ngay trong đêm hôm ấy thì Phêrô đã vấp ngã vì sợ hãi. Phêrô chối Chúa ba lần trước một đầy tớ gái của quan Philato. Tin mừng Luca đã diễn tả chi tiết hơn. Ngay lúc đó, khi ông đang nói thì gà gáy, Chúa đã quay lại nhìn Phêrô. Phêrô nhớ lại những gì mà mình đã thể với Chúa và trước cái nhìn yêu thương, một cái nhìn bao dung của Chúa Giêsu thì Phêrô đã khóc thảm thiết và những giọt nước mắt ăn ăn, những giọt nước mắt hối hận. Và kể từ đó thì Phêrô nguyện trung thành với Chúa một cách triệt để. Phần Chúa Giêsu thì Chúa đã tha bổng cho Phêrô, Chúa không nói gì đến tội của Phêrô đã vấp phạm mà Chúa còn trao cho Phêrô một trọng trách rất là cao cả và cũng rất nặng nề, đó là cai quản giáo hội của Chúa. Thế nhưng trước khi trao quyền cho Phêrô thì Chúa Giêsu hỏi phê -rô rằng Simon, con ông Doan, con có yêu mến thầy hơn những người này không? Ông đáp thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. phê -rô đã trả lời cùng một nội dung. Câu trả lời có thể nói rất là mạnh mẽ. Một câu trả lời xác tín nữa. Và ba lần Chúa Giêsu hỏi phê -rô thì không phải là để bổ đắp cho ba lần chối Chúa trước đây đâu mà là Chúa muốn đòi hỏi nơi Phêrô một cái sự tiên quyết về lòng yêu mến Chúa được đặt để nơi giáo hội. Và cũng chính vì lòng quyết tâm và lòng trung thành của Phêrô cho nên Chúa đã trao cho Phêrô nhiệm vụ chăn dắt giáo hội của Chúa. Chúa nói như thế nào? Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Thánh Phêrô đã chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao. Và khuôn mặt thứ hai đó là tông đồ Phaolô. Thánh Phaolô cũng được gọi là tông đồ nhưng mà không thuộc nhóm 12. Và khi nói đến tông đồ Phaolô thì chúng ta cũng thấy Phaolô rất có nhiều điểm khá nổi bật đáng cho chúng ta phải ngưỡng mộ và học hỏi nơi ngài. Thánh Phaolô có một tên khác đó là Sao Lê. Ngài là người Do Thái sinh ra tại Thác Xô, miền Kilikia. Cha mẹ là người giúp Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Phaolô là một người rất là thông minh. Đến tuổi trưởng thành thì Phaolô lên Jerusalem theo đuổi việc học và được ông Gamaliel dẫn dắt thì Phaolô trở thành một người biệt phái sống rất là nghiêm nhặt. Chúng ta có thể đọc trong sách công vụ chương 22 câu 3. Chính vì lối sống nghiêm nhặt cho nên khi Phaolô thấy có một nhóm tôn giáo mới xuất hiện thì Phaolô đã nhiệt thành tìm cách tiêu diệt nhóm tôn giáo mới này. Đọc trong sách công vụ tông đồ chương 22 từ câu 3 cho đến câu 16 đó cho chúng ta thấy phaolô trên đường bách hại các tín hữu tại thành damas phaolô đi tìm và bắt chói các tín hữu sau đó giải về jerusalem để trừng trị thì chính lúc ấy phaolô đã bị chúa giêsu chinh phục khiến ông bị té ngã ngựa và bị mù mắt người ta dẫn ông vào trong thành ba đêm này để cầu nguyện lắng nghe lời Chúa và Phaolô đã được Chúa chữa lành. Sau khi Phaolô đã được gặp gỡ Chúa Giêsu và nhận ra ý muốn của Chúa thì Phaolô đã theo Chúa để làm tông đồ cho Chúa và cách đặc biệt là giao giảng tin mừng cho dân ngoại. Vâng kính thưa con ông bà và anh chị em. Thánh Phaolô đã sống cho tình yêu của Chúa và chết cho tình yêu của Chúa. Ngài đã mạnh mẽ tuyên bố rằng khốn cho tôi nếu tôi không giao giảng tin mừng, bởi vì Đức Kitô đã thúc bách tội. Cho dù Phaolô gặp biết bao nhiêu là gian nan thử thách, nhưng không một ai có thể tách ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã viết lại trong thư thứ hai, chương 11 từ câu 23 đến câu 27 gửi cho giáo đoàn Corinto thì Ngài nói rằng Tôi bị lao tù hơn gấp bội vì chịu đòn Biết bao lần chết chết, năm lần bị người Do Thái đánh đòn Rồi một lần bị ném đá, rồi ba lần bị đắm tàu Một ngày đêm lênh đênh giữa biển khơi Rồi gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cắp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm do dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, nguy hiểm trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em phải vất vả và mệt nhọc. Và thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét mướt, trần chuồng, vân vân và vân vân. Rồi Paulo còn khuyên môn đệ Timothée như thế này. Phần anh, anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Thánh Phaolô chỉ có một mối bận tâm nhất đó là lo cho hội thánh của Chúa vì lòng yêu mến Chúa. Thánh Phaolô đã sống kết hợp nên một với Chúa Giêsu đến độ Phaolô phải thốt lên rằng tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống ở trong tôi. Phaolô còn mạnh mẽ khuyên mọi người rằng anh em hãy bắt trước tôi như tôi đã bắt trước Đức Kitô. Đây không phải là một lời kêu ngạo đâu thưa ông bà và anh chị em mà là một lời xác tín và đáng để cho mọi người Kitô hữu nhìn vào để học hỏi và bắt trước ngài. Thánh Phaolô đã sống cho tình yêu của Chúa và chết cho tình yêu của Chúa, một cuộc đời đáng trân trọng. Chúng ta hãy cầu xin Chúa qua lời truyền cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cho chúng ta cũng có một lòng quyết tâm theo Chúa và trung thành đi theo Chúa cho đến cùng. Qua đó mỗi người chúng ta cũng là những chứng nhân đắc lực của Chúa, hăng say rao giảng tin mừng cho những anh chị em trong môi trường sống của mình. Được như thế, ngày càng có nhiều người biết Chúa và được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Amen.